tất cả các bạn thì dưa hấu không hạt, các bạn biết người ta trồng từ đâu không? Không hạt thì không thể trồng. Hôm nay mình chia sẻ trực tiếp cho các bạn cách sử dụng từ một cái dưa hấu không hạt để làm như thế nào trồng ra được quả dưa hấu không hạt nha. Các bạn cùng theo dõi. Thì mình cũng thắc mắc là nếu dưa hấu không hạt á, thì người ta trồng bằng cái gì? Cho nên hôm nay mình mua trái dưa hấu này về thì nè, nhãn mác để rất là rõ là dưa hấu không hạt nha các bạn. Thì trái dưa hấu không hạt này người ta bán hiện tại bây giờ thì là 15k một ký, thì cái trái này là 45k. Và bây giờ mình mua về và mình sẽ review từ trái dưa hấu này để xem trái dưa hấu không hạt này người ta trồng lên bằng cách nào nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Khâu đầu tiên mình vẽ ra nè, đúng là hạt đen không có, nhưng mà trắng này nó có nha, hạt non có nha. Và tiếp theo á, mình sẽ review lấy hạt từ trái dưa hấu không hạt này nha các bạn, và trực tiếp chia sẻ cách trồng từ trái dưa hấu không hạt này cho các bạn xem nha. Thì để xem á, cái trái dưa hấu không hạt này thực tế là hạt như thế nào, hoặc là có hạt hay không, và người ta sẽ trồng như thế nào, cũng như một tí mình sẽ trồng như thế nào từ trái dưa không hạt này nha các bạn. Lấy giống ươm trồng trực tiếp, và cũng như nếu trồng từ trái dưa không hạt này á, nó có lên hay không nha các bạn. Bây giờ mình gọt dưa và khám phá trái dưa hấu không hạt này, và lấy giống trực tiếp. Thì trong các video mình á, trồng trọt á, hầu như là khám phá trồng trọt và lấy trực tiếp giống hữu công tại nhà, tại vườn, chứ không có mua hạt giống nha các bạn, ít mua lắm, hầu như là mình không có mua, mình toàn tận dụng hạt giống trực tiếp từ tại vườn, từ cây, và chia sẻ cho các bạn bằng cách thủ công tại nhà, chứ nói chung mình cũng không phải là thầy hở chuyên nghiệp. Rồi mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của các nông dân vốn có cho chúng ta chia sẻ học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ không phải là thầy hở chuyên về nông nghiệp. Cho nên bạn có gì thì cứ comment góp ý bên dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn nha, trước nha. Các bạn để ý kỹ, bắt đầu nó xuất hiện là các bạn có hạt giống. Vậy đáp được các thắc mắc của mình là dưa không hạt thì nó sẽ trồng bằng gì? Và bây giờ thì mình gọt hết cái này sẽ chia sẻ cho các bạn cách trồng dưa hấu không hạt. Đây là thành phẩm từ trái dưa không hạt, tìm hạt giống để trồng dưa không hạt đây. Ok, các bạn xem đây đó nè, cái nào cũng không có, nhưng mà vẫn phải có một hạt, không thể là toàn bộ không hạt được. Thì nó nói không hạt nhưng mà ít hạt hơn những trái dưa bình thường. Cái tỷ kỳ mừ này cũng được một đó, và đúng là nguyên trái dưa này chỉ có một hạt độc nhất, cho nên nó đây là cách lấy giống trực tiếp của trái dưa không hạt, và mình sẽ ra vườn và gieo trồng cho các bạn. Thì đất trồng á, thì trong các video trước mình cũng có chuẩn bị sẵn rồi đó, cho trấu siêu dừa mà cưa ủ quay với đất ở dưới phân chuồng, và ủ rồi sẵn trong mấy cái hũ nè. Khi gieo trồng gì cứ đem ra vườn và gieo thôi, nó cái tên đầm đất tơi xốp vô, tưới một chút nước và gieo hạt này xuống,
không được gieo sâu quá, cũng không có ló hạt lên, thì như thế thì nó sẽ mọc nhanh hơn. Tìm gieo trồng phù hợp thì nó mọc nhanh, còn gieo sâu quá thì nó lên chậm, còn gieo cạn quá mình tưới thì nó sẽ dăng hạt lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt.